Đại hội FABC 50, ngày thứ 9, những thực tế đang nổi lên tại châu Á. Phần 5. Đại hội FABC 50 bước vào ngày thứ 9, ngày 21 tháng 10, 2022, với thánh lễ do Đức Hồng Y Louis Marie Linh Mankanekhung, IVD, đại diện Tông tòa Viên Chăng, Lào, chủ tế. Đức Hồng Y Charles Maumbu, chủ tọa các phiên họp trong ngày, hướng dẫn lời cầu nguyện trang trọng xin Chúa Thánh Thần xuống trên đại hội The Asumus. Giờ kinh sáng được phát qua video với sự chuẩn bị của Sir Catherine PK của Campuchia và Lào. Tiếp tục ngày thứ 5 của phân đoạn về những thực tế đang nổi lên tại châu Á, Đức Hồng Y Bu giới thiệu các chủ đề trong ngày gồm có tính hiệp hành, suy tư về tông hiến Predicate Evangelium, việc lãnh đạo và quản trị và những cân nhắc về FABC 50 năm tới. Đề tài 1. Thượng Hội đồng về tính hiệp hành. Diễn giả đầu tiên, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, SJ, Tổng Tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục 16, trình bày về Thượng Hội đồng về tính hiệp hành. Đức Hồng Y giải thích tiến trình tài liệu Thượng Hội đồng được biên soạn như thế nào và chia sẻ trải nghiệm của Ngài trong vai trò chuẩn bị các tài liệu này. Nêu bật điểm nhấn của Đức Thánh Cha Francisco về việc mọi người cùng nhau bước đi không có loại trừ. Đức Hồng Y Hollerich mô tả Thượng Hội đồng Giám mục như một Thượng Hội đồng của Giáo hội, nơi mà sự tham vấn dân chúng trở thành trọng tâm của Thượng Hội đồng và nơi mà Đức Kitô và sứ mạng của người luôn là trung tâm của Giáo hội. Tiếp đến, Linh mục Clarence Devadas trình bày bản đúc kết của các cuộc thảo luận nhóm nhỏ với chủ đề đọc các dấu chỉ thời đại, sử dụng cấu trúc của việc tham vấn, trao đổi, hoán cải và hiệp thông. Cha Devadas đã tóm tắt các cuộc thảo luận với 3 điểm chính: ca ngợi những thành công, nhìn nhận những điểm thiếu sót và xác định những cơ hội phía trước bằng cách tìm kiếm những lộ trình mới. Đề tài 2. Suy tư về tông hiến Predicate Evangelium. Giáo sư tiến sĩ Joseph Sayer, Giám đốc Missourio từ năm 1997 đến năm 2012 và thành viên của ban tổ chức FABC 50, trình bày những suy tư về tông hiến Predicate Evangelium và những cơ hội đối với các hình thức lãnh đạo và quản trị mới cho Giáo hội Á Châu. Khai triển bao quát về tông hiến Predicate Evangelium, tiến sĩ Sayer sử dụng 4 điểm chính: phần mở đầu, các nguyên tắc, quy luật chung và các bộ. Nhấn mạnh về những cải cách của Đức Giáo hoàng Francisco, sự thay đổi mô hình, tầm quan trọng của việc tham gia của tất cả mọi người và về vai trò của các bộ, Đức ông Sayer chỉ ra những điểm của tông hiến đặc biệt liên quan đến Giáo hội Á Châu và bài thuyết trình kết luận với việc nêu lên một số câu hỏi giúp suy tư về việc áp dụng tông hiến. Sau đó, các tham dự viên có cuộc thảo luận chung với Đức ông Sayer và Đức Hồng Y Gracias. Đề tài 3. Việc lãnh đạo và quản trị. Giáo sư Christina Khen, giảng viên lãnh đạo và quản lý mục vụ của Viện Mục vụ Đông Á và thành viên Ủy ban về Phương pháp luận của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, thuyết trình về đề tài những hình thức mới của việc lãnh đạo và quản trị trong giáo hội theo cách thức hiệp hành. Trở về với căn nguyên của tính hiệp hành, giáo sư Khen đã hỏi các cử tọa những hình thức lãnh đạo hiện tại nào trong giáo phận của các ngài đã thúc đẩy tính hiệp hành và những hình thức nào đối nghịch với nó. Cùng với những nguyên tắc mấu chốt trong việc lãnh đạo và quản trị của Thượng Hội đồng, giáo sư Khen cũng đã đưa ra những đề xuất cụ thể để đưa các nguyên tắc này vào thực hành. Đức Giám mục Pablo Virgilio Sionco David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, suy tư về việc làm sao để những hình thức lãnh đạo mới có thể được thúc đẩy, bổ sung bối cảnh thông qua lịch sử đằng sau Công đồng Jerusalem và vai trò của Thánh Phêrô trong công đồng đầu tiên này. Nhấn mạnh, giáo hội dù là một tổ chức bắt nguồn từ Kinh Thánh nhưng luôn đáp ứng với các dấu chỉ của thời đại. Đức cha David đã cung cấp những nhận thức sâu sắc về những cải cách của Đức Thánh Cha và nêu bật các phương pháp để tiến bước trên lộ trình tiến về phía trước cách tốt đẹp hơn. Đề tài 4. Suy xét về FABC 50 năm tới. Giáo sư Jonathan Ten, giáo sư về nghiên cứu công giáo tại Đại học Case Western Reserve, Ohio, Hoa Kỳ, khai triển chủ đề tiếp theo, FABC 50 năm tới, đối phó với những thách đố và nắm bắt cơ hội.
giới thiệu bối cảnh công việc của mình, phân tích nhân khẩu học về tình trạng di cư và dân số đang thay đổi và tài liệu phong phú của FABC. Giáo sư Tang trình bày Kitô giáo đã chuyển từ cơ sở địa lý sang các cộng đoàn đức tin mạng và trực tuyến ra sao, cũng như những xu hướng sẽ phát sinh trong 50 năm tới. Vào chiều tối, diễn ra sự kiện văn hóa Thái Lan do giám đốc và nhân viên của Ban Phu Quan tổ chức. Ngày thứ 9 của đại hội khép lại với kinh truyền tin do Đức Hồng Y Bô chủ sự.